kính mời quý vị theo dõi chương trình Ephata của truyền thông Dòng Tên. Chương trình hôm nay gồm có chuyên mục chăm sóc ngôi nhà chung, bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe chương trình. Laudato si, thông điệp về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Chương 6. Giáo dục và linh đạo sinh thái. Mục 2. Giáo dục về giao ước giữa nhân loại và môi trường. Số 209. Ý thức mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng văn hóa và sinh thái ngày nay cần phải được chuyển đổi thành những thói quen mới. Nhiều người biết rằng sự tiến bộ hiện tại, sự tích lũy vật chất và thú vui không đủ mang lại ý nghĩa và niềm vui cho tâm hồn, nhưng họ vẫn cảm thấy chưa thể bỏ qua những gì thị trường cung cấp. Trong những quốc gia cần thay đổi thói quen tiêu dùng, các bạn trẻ có một sự nhạy cảm sinh thái mới và một tinh thần quảng đại. Một số bạn trẻ đang thực hiện những nỗ lực đáng nể phục để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, họ đã trưởng thành trong một bối cảnh xã hội tiêu thụ cực độ và sung túc, làm cho họ khó phát huy những thói quen khác biệt. Chúng ta đang phải đối diện với một thách đố về giáo dục. Số 210. Giáo dục môi trường đã mở rộng các mục tiêu, ban đầu tập trung chủ yếu vào các thông tin khoa học, nâng cao ý thức và phòng ngừa rủi ro môi trường. Còn bây giờ, nó bao gồm cả việc phê bình về những huyền thoại của cái hiện đại dựa trên não trạng thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, sự tiến bộ vô hạn, sự cạnh tranh, chủ nghĩa tiêu thụ, thị trường bất quy tắc, và tìm cách khôi phục các cấp độ khác nhau của sự cân bằng sinh thái trong nội tâm với chính mình, liên đới với người khác, với thiên nhiên và với các loài sinh vật khác, và ở mức độ tâm linh là với Thiên Chúa. Giáo dục môi trường cần thực hiện một bước nhảy vọt hướng đến mầu nhiệm. Trong đó, đạo đức sinh thái tìm được ý nghĩa sâu xa nhất. Cần những nhà giáo dục có khả năng phát triển nền đạo đức sinh thái, giúp mọi người trưởng thành trong tình liên đới, tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm đầy lòng trắc ẩn. Số 211. Tuy nhiên, việc giáo dục này nhằm mục đích tạo nên quyền công dân sinh thái, đôi khi bị giới hạn vào việc cung cấp thông tin và không đưa đến những thói quen tốt. Sự tồn tại của pháp luật và những quy định chưa đủ để ngăn chặn hành vi đối xử tệ hại trong thời gian dài. Ngay cả khi có các phương thế bắt buộc hữu hiệu, để pháp luật mang lại những ảnh hưởng quan trọng và lâu dài, đa số các thành viên của xã hội phải được khích lệ để chấp nhận chúng và đáp trả bằng cách biến đổi cá nhân. Chỉ bằng cách vun trồng các nhân đức vững chắc thì con người mới có thể quên mình cho dấn thân sinh thái. Một người có đủ khả năng chi trả nhưng bớt sử dụng máy sưởi và mặc các loại áo ấm hơn cho thấy người đó xác tín và có thái độ bảo vệ môi trường. Có một sự cao quý trong nghĩa vụ chăm sóc công trình tạo dựng thông qua những việc nhỏ hàng ngày. Và thật tuyệt vời biết bao khi việc giáo dục có thể mang lại những thay đổi thực sự trong lối sống. Giáo dục tinh thần trách nhiệm đối với môi trường có thể khích lệ những hành động ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng đến thế giới xung quanh, như tránh sử dụng nhựa và giấy, giảm bớt sử dụng nước, phân loại rác, chỉ nấu những gì thực sự cần thiết, quan tâm đến những sinh vật khác, sử dụng phương tiện giao thông công cộng hay đi xe chung, trồng cây, tắt đèn khi không cần thiết và vô số hành động khác.
Những điều này phản ánh một sự sáng tạo quảng đại và xứng đáng đem lại điều tốt nhất cho con người. Việc tái sử dụng một thứ gì đó thay vì bỏ ngay lập tức vì những lý do chính đáng có thể là một hành động của tình yêu, diễn tả phẩm giá của chúng ta. Số 212. Chúng ta không được nghĩ rằng những nỗ lực này không thể thay đổi thế giới. Chúng ta đang sinh lợi ích cho xã hội dù chúng ta không biết, vì những điều tốt đẹp chắc chắn có xu hướng lan rộng ngay cả khi chúng ta không thấy. Hơn nữa, những hành động như thế có thể khôi phục cảm thức về lòng tự trọng của chúng ta, dẫn chúng ta đến bản chất sâu xa của hữu thể, sống trọn vẹn hơn và cảm nhận sự sống trên trái đất có giá trị. Laudato Si, thông điệp về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Chương 6. Giáo dục và linh đạo sinh thái. Mục 2. Giáo dục về giao ước giữa nhân loại và môi trường. Số 213. Việc giáo dục sinh thái có thể diễn ra ở nhiều hoàn cảnh khác nhau: ở trường học, trong gia đình, trên truyền thông, trong bài giáo lý hay bất cứ nơi nào. Nền giáo dục tốt khi còn trẻ sẽ gieo những hạt giống và tiếp tục sinh hoa trái trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng lớn lao của gia đình, là nơi sự sống, quà tặng của Thiên Chúa, được đón nhận trọn vẹn, được bảo vệ chống lại mọi cuộc tấn công và có thể phát triển phù hợp với sự trưởng thành đích thực của con người. Trái ngược với cái gọi là nền văn hóa sự chết, gia đình là trái tim của nền văn hóa sự sống. Trong gia đình, trước hết, chúng ta học cách thể hiện tình yêu và tôn trọng sự sống. Chúng ta học biết sử dụng đúng mọi thứ, ngăn nắp và sạch sẽ, tôn trọng hệ sinh thái địa phương và chăm sóc mọi loài thụ tạo. Trong gia đình, chúng ta lãnh nhận nền giáo dục toàn diện, giúp chúng ta lớn lên cách hài hòa với sự trưởng thành cá nhân. Trong gia đình, chúng ta học cách xin mà không đòi hỏi, biết nói cảm ơn để diễn tả lòng biết ơn đích thực vì những điều chúng ta được lãnh nhận, biết tự chủ tính nóng giận và lòng tham, biết xin lỗi vì làm điều sai trái. Những nghĩa cử đơn giản của phép lịch sự chân thành tạo nên văn hóa của đời sống chung và tôn trọng môi trường xung quanh. Số 214. Các thể chế chính trị và nhiều nhóm xã hội khác nhau được ủy thác nhiệm vụ gia tăng ý thức của người dân. Hội thánh cũng vậy. Tất cả mọi cộng đoàn Kitô hữu đều có vai trò quan trọng trong việc giáo dục sinh thái. Tôi hy vọng các chủng viện và các nhà đào luyện của chúng ta sẽ giáo dục một đời sống giản dị đầy trách nhiệm, sự chiêm niệm với lòng biết ơn về thế giới Chúa tặng ban, quan tâm đến nhu cầu của người nghèo và bảo vệ môi trường. Vì những nguy cơ đang quá cao nên chúng ta cần những thể chế đủ mạnh để xử phạt những vụ tấn công vào môi trường, nhưng chúng ta cũng cần tự chủ và sẵn lòng học hỏi lẫn nhau. Số 215. Trong vấn đề này, không nên bỏ qua mối tương quan giữa giáo dục thẩm mỹ đầy đủ và duy trì một môi trường lành mạnh. Học biết nhận ra và trân trọng vẻ đẹp, chúng ta sẽ thoát ra khỏi chủ nghĩa thực dụng tiện ích cá nhân. Nếu một người không biết dừng lại và thán phục cái đẹp, thì sẽ không có gì là ngạc nhiên nếu người ấy đối xử với mọi thứ như thể đối tượng để sử dụng và lạm dụng không chút đắn đo. Nếu chúng ta muốn đạt được sự thay đổi sâu sắc, chúng ta cần biết rằng não trạng thực sự ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta. Những nỗ lực giáo dục của chúng ta vẫn không đủ và không hiệu quả nếu chúng ta không cổ võ một cách nghĩ mới về con người, sự sống, xã hội và mối tương quan của chúng ta với thiên nhiên. Bằng không, mô hình của chủ nghĩa tiêu thụ sẽ tiếp tục lấn át với sự hỗ trợ của truyền thông và những cơ chế hữu hiệu của thị trường.
Chúa trao tặng con món quà quý trong cuộc sống là ngày hôm nay vui bên ánh nắng mặt trời, là phút giây này sống cho tình yêu tuyệt đối, là sống cho Chúa mà thôi. Chúa đã tặng con món quà là khí trời, là những bóng cây, là cơn gió mát thoáng qua, là vầng mây kia che nắng nóng giữa trưa hè, là ánh trăng soi đêm dài. Xin cảm tạ hồng ân bao nhiêm lạ, Chúa đã ban cho qua từng phút giây cuộc sống. Không có mặt trời mặt trăng, không có khi trời gió thoảng, cuộc sống sẽ đi về đâu. Xin cảm tạ hồng ân bao nhiêm lạ, Chúa đã ban cho qua từng phút giây cuộc sống. Không có một tình yêu, không có một niềm tin, đời con như lá rơi bên thềm. Trao tặng con món quà quý trong cuộc sống là người thân yêu bên con suốt cả cuộc đời, là những vô về những khi trời đêm chờ gió, là những giây phút bình yên. Chúa đã tặng con món quà là đất mẹ, là những mái tranh, là con sông mát lượn quanh, là vườn hoa xanh hương bát ngát khắp bốn mùa, là cánh đồng lúa chín vàng. Xin cảm tạ hồng ân bao nhiêm lạ, Chúa đã ban cho qua từng phút giây cuộc sống. Không có bạn bè mẹ cha, không có vỗ về tiếng cười, cuộc sống sẽ đi về đâu. Xin cảm tạ hồng ân bao nhiêm lạ, Chúa đã ban cho qua từng phút giây cuộc sống. Không có một tình yêu, không có một niềm tin, đời con như lá rơi bên thềm. Xin cảm tạ hồng ân bao nhiêm lạ, Chúa đã ban cho qua từng phút giây cuộc sống. Không có mặt trời mặt trăng, không có khi trời gió thoảng, cuộc sống sẽ đi về đâu. Xin cảm tạ hồng ân bao nhiêm lạ, Chúa đã ban cho qua từng phút giây cuộc sống. Không có một tình yêu, không có một niềm tin, đời con như lá rơi bên thềm.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin Chúa chúc lành cho ngày sống của quý vị.